Xin chào mọi người. Bạn biết không, đôi khi những thứ mà chúng ta cho là tầm thường thì với những người có bộ óc sáng tạo, họ hoàn toàn có thể tạo ra những kiệt tác. Chiêm ngưỡng những tác phẩm của các bậc thầy này chỉ đơn giản là khó có thể tin rằng họ tạo ra những thành phẩm đẹp như vậy mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ con robot nào hoặc thậm chí là phép thuật. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng mình theo dõi và chiêm ngưỡng những kiệt tác ấy ở trong video ngày hôm nay nhé! Kiệt tác từ nhựa epoxy. Những đồ vật được làm hoàn toàn bằng nhựa epoxy hoặc một phần nhựa epoxy gần đây càng trở nên thịnh hành hơn. Tại sao lại không nhỉ? Suy cho cùng thì chúng trông đẹp mà. Người ta sử dụng nhựa epoxy này để làm trang sức, móc khóa, lọ hoa, bàn và thậm chí là cả những tấm ván trượt. Và lúc nào chúng cũng trông như các nghệ nhân đã lấy một mảng thủy tinh trong suốt và sử dụng một vài phép thuật cổ xưa vậy, khóa nó cho một khối gỗ. Bạn luôn muốn nhìn vào những mảng nước đóng băng khi bạn ăn hoặc có thể là đi trên chúng vòng quanh thành phố. Rất là tuyệt vời đúng không nào? In chìm. Hãy nhìn vào anh chàng công nhân này. Ban đầu chúng ta không thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Vậy anh ấy cắt miếng phim. Được rồi, bạn đoán rằng anh ấy sẽ gắn nó lên đâu đó, phải không nào? Không, nếu đơn giản như thế thì đã chẳng có chuyện để chúng ta bàn luận rồi. Anh ấy đặt nó vào trong một dung dịch và xịt một thứ gì lên đó. Thực sự rất kỳ lạ. Có lẽ tấm phim cần được ngâm trước khi dán lên đâu đó và rồi một điều gì đó cực kỳ đáng kinh ngạc sẽ xảy ra. Quá trình như thế này được gọi là quá trình in chìm. Nhưng anh ấy đã làm điều đó bằng cách nào? Như ma thuật vậy. Kiệt tác từ chiếc lá. Bạn có thể sử dụng một chiếc lá bình thường nhất làm thành đồ trang trí trong nhà không? Dễ thôi và bạn cũng không cần làm khô chúng hoặc đặt chúng vào khuôn đâu. Nó sẽ trở nên thú vị hơn nếu bạn cho thêm chút xi măng và một vài bức họa lên đó. Và thay vì một mẫu cây thì bạn sẽ có một chiếc đĩa cực đẹp với hình dáng giống chiếc lá. Bạn có muốn sở hữu một chiếc như thế ở nhà không? Những viên gạch ngói thủ công. Làm thủ công rất tuyệt, tất nhiên rồi, nhưng bạn không thể làm ra những viên gạch ngói bằng tay phải không nào? Nếu bạn nghĩ vậy thì chúng tôi buộc phải khiến bạn thất vọng rồi. Bạn có thể sử dụng một công nghệ cổ đặc biệt cho phép bạn không đổ xi măng lên bề mặt mà đổ chúng vào những chiếc khuôn có sẵn màu. Gạch ngói không chỉ trở nên tươi sáng hơn mà còn rất bền đẹp và cũng khá là đắt đó. Làm thủ công đương nhiên là không hề rẻ rồi. Bức tường hoa văn. Thôi nào, một vài người xem của chúng tôi sẽ nói anh chàng này chỉ sơn tường bằng một con lăn. Thêm vào đó còn không được đẹp lắm. Tôi cũng có thể làm được. Đừng vội kết luận bởi vì sự sáng tạo thực sự nằm ở đoạn sau cơ. Khi bậc thầy này lấy ra một con lăn cực kỳ độc đáo với vài cánh hoa được gắn trên đó. Chỉ một vài phút sau, bức tường đã được sơn lên những hình cung tròn trông giống như đuôi của những con công hoặc một thứ gì đó thôi miên mắt người nhìn. Sơn tường từ một miếng bìa rách. Trông thì có vẻ khá dễ để có những bức vẽ graffiti. Nhưng thậm chí cả những thứ thông thường như thế thì với một vài người cũng có thể trở nên đáng kinh ngạc nếu một bậc thầy với trí tưởng tượng phong phú thực hiện nó. Khi bạn là một bậc thầy hay ho và bạn có thể tạo ra những tuyệt tác chỉ bằng vài bình xịt màu, thì để sơn những thứ đẹp đẽ như thế này không phải là chuyện khó. Nhưng nếu thay vì khuôn mẫu, bạn chỉ có một vài tấm bìa cắt tâm rách và bình xịt sơn đen thì sao? Những điều kiện như vậy cũng không ngăn được anh chàng này. Chắc chắn là một người rất sáng tạo đây. Chiếc bồn rửa xi măng. Lấy một chút tình yêu dành cho việc tạo hình nội thất công nghiệp, thêm một chút kiên nhẫn, ý tưởng sáng tạo, bê tông và một vài dụng cụ nữa là bạn sẽ có một chiếc bồn rửa độc nhất vô nhị luôn. Đây sẽ là sự ghen tị đối với bất cứ ai ghé thăm ngôi nhà của bạn. Thạch 3D. Tác phẩm nghệ thuật mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn sau đây là một trào lưu đã từng gây sốt với các bà nội trợ Việt Nam hoặc với những bạn nào yêu thích làm bánh. Đó là những chiếc bánh thạch 3D rực rỡ này. Bạn có thể nhìn thấy trên mặt của nó trông không gọn gàng một tí nào cả, nhè nhuyết hết ra. Nhưng mà khi úp ngược lại thì hãy nhìn vào những chùm hoa đáng kinh ngạc trên mặt bánh lúc này mà xem. Quá tuyệt vời luôn. Bạn có thể tự học làm chiếc bánh thạch 3D này ở các video hướng dẫn trên YouTube. Chỉ cần khéo léo và kiên nhẫn một chút, bạn sẽ làm được. Bậc thang hoa văn. Bên ngoài trong những bậc thang này như được bao phủ bởi miếng dán có in sẵn họa tiết, những thứ mà được bày bán ở bất kỳ đâu và không quá đắt. Nói chung là không có gì quá thú vị ở đây cả. Nhưng rồi anh chàng này bắt đầu sơn lên những bậc thang và rồi thổi lên bề mặt này với một thiết bị đặc biệt và rồi phép màu xảy ra. Không biết vì sao anh ấy nghĩ ra ý tưởng này nhưng mà thành quả thì thật đáng kinh ngạc. Lát gạch nghệ thuật. Để lát gạch được đẹp trên sân thượng, bạn không cần phải mua nó và dành thời gian tính toán mọi thứ và cố cân nhắc mọi chi tiết. Đôi khi bạn chỉ cần đổ bê tông lên nó và gọi cho một vài công nhân sáng tạo. Những người mà chỉ cần dùng một vài chiếc khuôn và sau đó phủ màu lên trên và biến một chiếc sàn xám trở thành một tác phẩm nghệ thuật gạch ngói.
Tường Hoa Nổi. Nếu bạn yêu thích lịch sử hoặc ít nhất xem một vài bộ phim hay về vua và hoàng hậu thì bạn sẽ nhận ra tất cả những cung điện của họ được trang trí như thế nào. Tất cả những thạch cao dát vàng, gương. Ngày nay, những bậc thầy thực sự cũng biết cách trang trí được như vậy và chúng tôi nghĩ thậm chí cả Louis XIV cũng thích những bông hoa vàng sang trọng như vậy. Thật tuyệt vời phải không nào? Video ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc rồi. Bạn có muốn áp dụng ý tưởng nào cho ngôi nhà của mình ở trên đây không? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở dưới phần comment nhé! Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye!